Chào các bạn đã trở lại với kênh Phong thủy Khải Toàn. Chủ đề hôm nay sẽ nói về làm chủ tâm trí bằng thiền đơn giản. Người muốn làm chủ tâm trí của mình thật không dễ. Khi tâm trạng không vui là lúc tâm ma ta lớn nhất, dẫn đến những hành động không hay. Sau đó nghĩ lại, thật không phải vậy, tự hứa với lòng sẽ thay đổi lại mình. Khi bạn làm gì sai và nhận ra sự sai trái của mình, đó là lúc đã khai ngộ. Nhưng hành động này có thể sẽ lặp đi lặp lại bất cứ khi nào. Nhất là với những người hiện đại, tất bật với trăm công ngàn việc, tâm trí bị vây bởi cơm áo gạo tiền, tâm không định làm sao có thể đốn ngộ dù đã tự khai ngộ. Hãy tưởng tượng tâm trí ta như một ly nước đầy tạp chất. Ta luôn khuấy thì làm sao có thể lắng động tạp chất xuống đáy. Điều này cũng chính như tâm con người. Người càng tài giỏi, càng tháo vát thì càng nhiều tạp niệm, nhiều lo toan trong cuộc sống. Tâm nhiều tạp niệm thì làm sao có thể được an nhiên, làm sao nghĩ ra được những điều hay. Hãy ngưng khuấy ly nước trong một khoảng thời gian, tự khắc ly nước sẽ trong lại. Đây cũng chính là tâm trí ta trong lúc hành thiền. Dù dưới góc nhìn khoa học hay đạo học, thiền cũng là một phương pháp rất đặc biệt, vô cùng hiệu quả, giúp sửa đổi tâm tính và hoàn thiện bản thân của mỗi người. Có thể xem thiền là một phương pháp giúp cho ta sống trọn vẹn với thời điểm hiện tại và tìm được sự bình an sâu thẳm trong tâm hồn của mình. Khi bạn hành vận kém, tức là nhiều xui rủi, có thể hành thiền mỗi ngày. Đây là phương pháp hiệu nghiệm. Trước tiên thay đổi tâm tính, sau đó thay đổi vận trình. Điều này rất nhiều gia chủ của tôi thực hiện đã thành công. Ngay bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thiền đơn giản. Đầu tiên, ta có một không gian tương đối yên tĩnh, không khí trong lành, không mùi vị, không tiếng ồn, hoặc bất kỳ nơi nào bạn cảm thấy thoải mái nhất. Tư thế ngồi, bạn có thể ngồi xếp bằng, lưng hơi thẳng, không quá cố thẳng sẽ mỏi, hoặc bất kỳ tư thế nào cảm thấy thoải mái nhất. Có thể kê đệm vào mông cao lên một tí. Hôm nào mệt hoặc là người không khỏe, có thể tựa lưng vào tường, nhưng mà không nên tựa đầu. Khi mới tập thiền, bạn có thể ngồi mỗi buổi 10 đến 20 phút. Sau khi ngồi quen rồi, có thể ngồi thiền lâu hơn. Phương pháp thiền thứ nhất, mắt nhắm lại, hít thở tự nhiên, tâm theo dõi hơi thở. Tùy vào cơ thể mỗi ngày, có thể bạn hít thở chậm hoặc có thể bạn hít thở nhanh, thoải mái tự nhiên là được. Phương pháp này là phương pháp đơn giản nhất. Tuy nhiên, với những người mới tập thiền thì rất khó để tâm trí hoàn toàn không suy nghĩ gì. Nếu phương pháp 1 chưa được thì hãy chuyển qua phương pháp 2. Phương pháp 2 là phương pháp tập đếm. Phương pháp đếm là một phương tiện để đối trị với những người phóng tâm, những người mà thường suy nghĩ quá nhiều trong lúc đầu óc yên tĩnh. Xin các bạn lưu ý, phương pháp đếm khi đếm không nên đếm dưới 5 hoặc là không đếm quá 10, làm cho ta bị rối thêm. Với phương pháp này, khi thở, lúc hít hít vào và thở ra đếm 1, hít vào thở ra đếm 2, đếm đến 10, quay lại đếm 1. Hoặc giả sử bạn có thể đếm 1, 2, đều nhịp như vậy vẫn được. Phương pháp 3, sau thời gian quen với phương pháp đếm, chủ yếu phương pháp đếm là tránh những người bị phóng tâm, làm cho tâm tịnh lại. Sau khi quen với phương pháp đếm rồi, hãy trở lại phương pháp 1, chỉ theo dõi hơi thở. Các lưu ý khi hành thiền, không quá cố thiền, không cố gồng mình khi ngồi, hãy để mọi thứ tự nhiên. Có hôm bạn ngồi vài phút, có hôm bạn ngồi rất là lâu, tùy hoàn cảnh và cơ thể. Khi có sự việc nào lướt qua trong đầu, hãy quay trở lại hơi thở, không phán xét, không loại bỏ, không xung đột với sự việc đó. Nói cách khác, khi có sự việc xảy ra trong đầu, tâm ta tiếp tục theo dõi hơi thở. Khi nhắm mắt, tâm theo dõi hơi thở, tâm trí ta sẽ lắng xuống, năng lượng sẽ đi vào cơ thể,
khi chúng ta ngủ, cơ thể vẫn nhận được năng lượng nhưng mà nhận trong vô thức. Trong quá trình tập thiền có bất kỳ trở ngại nào, hãy mạnh dạn liên hệ Zalo của tôi sẽ hết lòng hỗ trợ. Có rất nhiều phương pháp hành thiền, hãy tìm phương pháp nào phù hợp nhất với bản thân của mình. Phương pháp theo dõi hơi thở là phương pháp đơn giản nhất. Lưu ý cuối cùng, trước khi kết thúc thiền ta gọi là xả thiền. Cuối mỗi buổi thiền trước khi mở mắt, hãy hít thở vài hơi thật sâu, hít 3 đến 4 hơi, hít thật sâu và thở ra hết. Từ từ lấy hai bàn tay xoa nhẹ lên mắt, được gọi là massage mắt. Trong lúc hành thiền, hai bàn tay ta có hơi ấm. Bạn có thể xoa nhẹ hai bàn tay lên mắt hoặc là lên má, rồi từ từ mở mắt ra. Phương pháp tập thì rất dễ, điều kiện để tập được tùy vào lòng kiên trì của các bạn. Nói về lợi ích hành thiền của giai đoạn đầu, đầu tiên là giảm 80% nóng nảy và trầm cảm, tăng trí nhớ, có những cái tư duy tốt và lựa chọn tốt, có nhiều ý tưởng hơn cho cuộc sống và công việc. Đồng thời, tinh thần phấn chấn hơn, ăn ngon hơn, ngủ ngon hơn. Con người vốn luôn vội vã, hãy chậm lại một chút, tâm lắng lại một chút, đó là lúc tâm trí ta sáng nhất, khai mở những ý tưởng hay. Hy vọng các bạn có thể làm chủ được tâm trí tốt qua phương pháp thiền đơn giản. Cảm ơn các bạn đã xem, hãy nhớ theo dõi kênh YouTube và Facebook Phong Thủy Khải Toàn. Cảm ơn. Chúc các bạn tâm thân an lạc.